chào bà con và quý khán giả. Kính thưa bà con, vài năm gần đây, trong khi các tỉnh đang mở rộng diện tích trồng cây ăn trái từ việc chuyển đổi cây rau màu, cây lúa, thì tại những cái vùng chuyên canh trái cây đặc sản, thậm chí là những cái vườn dừa mới cho thu hoạch chừng 3 đến 5 năm thì đã có dấu hiệu là cây bị suy yếu, chết dần và năng suất sụt giảm rất là đáng kể. Cái hiện tượng đó cảnh báo điều gì trong khâu canh tác mà bà con mình cần phải chú ý để mà bảo dưỡng cái vườn cây để cho có được cái năng suất ổn định và bền vững. Đặc biệt là trong cái điều kiện mà thời tiết nắng nóng cũng như là nguy cơ nước mặn xâm nhiễm sâu vào nội đồng thì bà con sẽ phải cần làm những việc gì ngay trong thời điểm mà sau khi vừa thu hoạch xong dịp Tết. Thì tất cả những cái nội dung này sẽ được các nhà khoa học chuyển tải đến bà con trong chương trình nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng do Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre và Tập đoàn Lộc Trời phối hợp thực hiện với chủ đề Nuôi dưỡng vườn cây trong mùa nắng hạn. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre với địa chỉ là www.thbt.vn và trên Facebook với địa chỉ là facebook.com/Bến Tre TV. Do vậy bà con có nhu cầu tư vấn về những cái nội dung trên hoặc là muốn giao lưu chia sẻ nội dung kinh nghiệm với chương trình, xin mời bà con hãy gọi điện thoại về tổng đài quen thuộc với số điện thoại là 02753 835 000. Các nhà khoa học sẽ trao đổi với bà con trong chương trình hôm nay. Ngọc Mẫn xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, giảng viên cao cấp trường Đại học Cần Thơ, kỹ sư Trương Phan Khảng, trưởng dùng phụ trách cây ăn trái thuộc Tập đoàn Lộc Trời. Như thường lệ thì Tập đoàn Lộc Trời cũng sẽ có 3 phần quà dành tặng cho chủ nhân của 3 tin nhắn gửi về sớm nhất và trả lời đúng câu hỏi của tiết mục Đố Vui Nhà Nông hôm nay. Mỗi phần quà của chương trình hôm nay sẽ là 2 chai Vitasim, sản phẩm phân bón lá của Tập đoàn Lộc Trời. Kính mời bà con và quý khán giả cùng tham gia nhắn tin. Kính thưa quý khán giả, vào thời điểm này, có lẽ đối với bà con nhà vườn, đặc biệt là những bà con trồng cây ăn trái ở vùng ven biển, câu chuyện mà bà con được đàm luận nhiều nhất đó là làm thế nào để bảo dưỡng vườn cây tránh khỏi những cái tác hại của mùa nắng nóng sắp tới cũng như là tránh những cái ảnh hưởng do mặn có thể xâm nhiễm sâu vào trong vườn mương vườn của bà con. Thì nhóm phóng viên chương trình cũng đã có dịp ghi nhận lại những cái câu chuyện cũng như kinh nghiệm của bà con qua một phóng sự sau. Xin mời bà con cùng tham khảo. Rút kinh nghiệm đợt hạn mặn năm 2016, những năm qua, ngay từ đầu mùa khô, anh Nguyễn Văn Tùng đã chủ động ứng phó hạn mặn. Anh thường xuyên đo độ mặn ngoài sông và trong mương vườn để kịp thời lấy nước, đóng cống, tránh nước mặn xâm nhập vào mương vườn. Bên cạnh đó, anh giữ ẩm gốc, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng hữu cơ bằng cách bón phân và phun qua lá theo quy trình hướng dẫn của Tập đoàn Lộc Trời và Viện Cây ăn quả miền Nam. Ở dưới đất thì là trước khi tôi chuẩn bị mặn bông, tôi tưới là Rotwell. Rồi sau đó khoảng một tuần tôi sẽ tưới lại là DS Gold để cho cái cây mình nó xanh và nó dinh dưỡng nó có đầy đủ dưới đất. Rồi lên mầm bông á, tên bông á thì nó chuẩn bị nhú bông. Tôi sẽ phun là bơm cộng với là hypogon trước cái. Rồi sau đó ra bông khoảng chừng 3-4 phân á, tôi phun là Vitasim cộng với là bo 7-14 á. Tôi sẽ phun tiếp một lần nữa. Rồi thì thời điểm sau đó là thấy bây giờ bông cỡ nào nữa, sổ nhị rồi hay chưa nữa, đó là tôi cũng vẫn còn là cộng hình nền của tôi là cái Vitasim để cho nó làm cho cái màu của cái cây mình nó với cái lá mình nó cứng và bông nó tươi. Lên trái sổ nhị xong rồi đó, tôi phun là Vitasim cộng với Sinomax để cho xanh lá dày lá, cứng lá. Cái Vitasim làm cái nền vườn thôi, nhưng mà nó sẽ kết hợp được là Sinomax, rồi DS Gold, rồi tiếp vô mắt. Đó, tôi thường phiên tôi phun là trong cái vườn thôi, thì nó sẽ là hạn chế được cái trái lá, và nó xanh lá, cứng lá, dày lá. Để cho cái mùa nắng hạn này, nó với xâm nhập mặn này nó hạn chế được cái trái lá. Đây là vườn của ông Trương Kiều ở ấp Long Hòa, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông cho biết, đợt Tết Kỷ Hợi vừa qua, với 35 gốc bưởi da xanh khoảng 9 năm tuổi, ông thu hoạch gần 5 tấn trái.
Sau thu hoạch, ông chăm sóc vườn cây của mình bằng cách sử dụng các sản phẩm hữu cơ bón gốc và phun qua lá. Đồng thời, ông luôn kiểm tra, đo độ mặn trước khi tưới cho cây. Vườn tôi phải để cỏ để cho nó giữ độ ẩm, xịt thêm bầu dưỡng như thằng Vitagym, Detgon, phun ở trên và kế tưới dưới gốc là rất well. Nó xanh và nó tốt và đâm cơ tốt. Cây nó sẽ bền vững hơn. Vì cỏ thì giữ độ ẩm, bị nước mặn sắp tới rồi, bị nãy đo là không phải mấy hai mấy phần ngàn rồi, thì chuẩn bị nó mặn vô rồi, có thể mặn cái mình ngưng tưới đã, mình dinh dưỡng đã bổ sung lên cây dưới đất thì nó sẽ mình cũng ít có bị cây suy kiệt hơn, chứ không có bị như khi nào nước ngọt lại mình tưới sơ lại thôi, chứ nước mặn là phải cắt bỏ. Chứ thì một tháng có thể là cây vẫn phát triển bình thường quá vậy, trong một tháng là cũng không có ảnh hưởng gì hết. Khi nước nó vô có lạc mình tưới sơ lại. Đối với ông Trần Văn Vui ở ấp Long Hội, thành viên hợp tác xã bưởi da xanh xã Châu Long, huyện Châu Thành, sau thu hoạch ông tiến hành cắt tỉa cành, nhưng trong mùa nắng ông không cắt sâu, tránh nắng ảnh hưởng trực tiếp đến thân cành và trái non. Sau đó ông xới gốc và bón phân hữu cơ cho vườn bưởi da xanh. Sau khi đã cắt tỉa thì chúng tôi sẽ tiến hành là xới gốc mà vô phân hữu cơ, rồi tưới cái loại phân mà kích rễ như những quýt reo của bên trời bị thuốc nước mà tưới vô nó dễ hấp thu hơn, nó kích bộ rễ, rồi sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành bón thêm cái phân mà Urilac hoặc Urigon thì theo cộng với là bị ca cho nó kịp thời nó phục hồi lại cái cây, chứ đi nắng quá để lâu cũng không được. Thì trên ngọn thì tôi cũng như mấy anh em khác á, còn xịt thêm phân lá của thằng Vitagym này kia là thêm cho nó đi ít gòn, vì những hoạt chất này thì nó là hữu cơ, cho nên chúng tôi phun lên mùa nắng tôi nên an tâm, chứ phun qua học thì sợ nó không an toàn, nó dễ nó bị về vàng lá lắm. Khi đầu tư vào thì chúng ta thấy rằng cái chi phí nó đưa lên rất là cao, tại vì vừa phun hóa học phân hữu cơ nó rất là cao, ban đầu phải chịu đầu tư phân hữu cơ để cho nó sống tuổi thọ kéo dài ra, mình có thể hưởng những năm về sau. Tăng cường sử dụng các sản phẩm phân bón hữu cơ qua gốc và phun qua lá đã giúp vườn bưởi da xanh của bà con Bến Tre vẫn phát triển xanh tốt, bền vững trong điều kiện thời tiết bất lợi của nắng nóng xâm nhập mặn. Dạ, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, thì qua những cái chia sẻ của những nhà vườn trong cái phóng sự vừa rồi thì Ngọc vẫn thấy rằng là bà con mình sử dụng phân hữu cơ khá là nhiều, vừa sử dụng phân hữu cơ để mà bón gốc rồi cả phun trên cây lá nữa để mà nuôi dưỡng cũng như duy trì sức khỏe cho vườn cây trong mùa nắng. Ngọc vẫn xin được phép hỏi giáo sư, nếu như mà canh tác của bà con mình mà không có cái phân hữu cơ thì nó sẽ dẫn đến cái hệ lụy gì cho cái năng suất cũng như chất lượng vườn cây cũng như là tuổi thọ của cây ạ? Dạ, xin mời giáo sư ạ. Bây giờ để trả lời cái câu hỏi vừa đặt ra của cô Mẫn, bây giờ trồng cây ăn trái mà chúng ta đào mương lên liếp như thế này mà không có sử dụng phân hữu cơ, thì cho tôi cái phải hình số 1 để bà con mình thấy được bây giờ cái đất liếp vườn cây ăn trái thì chúng ta cần cái hàm lượng chất hữu cơ là bao nhiêu. Bà con thấy không, mình ở đồng bằng sông Cửu Long là đất thấp mà, muốn trồng cây ăn trái thì mình phải đào mương lên liếp. Thì khi lên liếp như vậy á, thì chúng ta coi như là cái đất liếp trồng cây ăn trái nằm trên địa hình cao. Nên bà con thấy cái đất ở bên dưới đúng ra đó, nếu mà một cái đất lý tưởng mà để cho cây ăn trái mà phát triển tốt á, thì bà con thấy là nó phải có cái gọi là cái không khí phải ở trong đó là 50%. Rồi nước phải 25%, rồi nước phải chiếm là 25%. Và trong đó cái chất hữu cơ đó, bà con thấy là phải chiếm tới là 5%. Nhưng mà qua cái kết quả mà khảo sát đo đạc gần đây thì chúng ta thấy rằng cái đất liếp vườn cây ăn trái bây giờ á, mà tìm cái hàm lượng cái chất hữu cơ mà chiếm được một nửa so lại với cái yêu cầu mà như tôi mới vừa đưa ra đó thì rất là hiếm. Mà bà con thấy là tại sao người ta nói một cái đất lý tưởng mà muốn cho trồng cây ăn trái được bền vững, giống như hồi nãy anh Vui, anh Kiều đồ này kia đều có quan tâm tới cái vấn đề bền vững và tuổi thọ của cái cây, thì anh đều sử dụng cái gọi là cái sản phẩm hữu cơ cả. Bởi vì cái đất liếp vườn cây ăn trái của mình nó đang bị suy thoái về cái chất hữu cơ, nên cái hệ lụy là chắc chắn là bà con thấy rồi,
rất là nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long là tuy rằng cái cây ăn trái đem lại cái hiệu quả kinh tế cho bà con mình rất tốt, nhưng mà một cái thực trạng là nó kém bền vững. Mà trong đó một trong những nguyên nhân là do cái sự suy thoái của cái chất hữu cơ, đó là cái hệ lụy mà tôi cho rằng bà con mình phải hết sức là quan tâm. Bây giờ cô Mẫn có hỏi thêm gì chứ, bây giờ nếu như vậy thì giờ chúng ta sử dụng nó như thế nào đây, sử dụng cái hữu cơ nó như thế nào, thì cho tôi cái hình tiếp theo để bà con thấy có 5 cái mà chúng ta cần phải lưu ý để bổ sung cái hữu cơ cho vườn cây ăn trái của mình. Một là từ cỏ vườn. Hồi nãy tôi nhớ là anh Kiều nói rất là rõ, anh nói để cỏ chẳng những cho mát, nhưng mà tôi nói rằng cỏ là một cái nguồn hữu cơ rất là quý cho cái đất liếp vườn cây ăn trái của mình, cái đấy là một nguồn. Cái nguồn kế tiếp, xin cho cái hình kế tiếp để bà con mình có thể thấy là từ cái, cho cái hình tiếp theo ạ. Đó, cái nguồn thứ hai đó là hữu cơ từ cái bùn đáy mương. Bây giờ cái đất liếp vườn cây ăn trái mình nằm trên địa hình cao mà, mỗi một cái mương ở dưới mình coi như là một cái chỗ trũng để mà tích lũy những cái xác bã thực vật, lá cây rồi tất cả những cái gì phù sa sông này kia nó tích tụ dưới đó. Hàng năm bà con đưa lên đó, bà con thấy cái hình mà khoanh tu khoanh tròn không? Nghĩa là sau khi bồi bùn mương rồi chúng ta dỡ cục đất đó lên là thấy rễ nó bắn trắng ở dưới trơn, thì cho thấy đây là một cái nguồn mà hữu cơ rất quý mà cái rễ cây rất là ưa thích. Thì cái đấy là cái thứ hai. Cho cái hình tiếp theo để bà con cũng có thể thấy được cái cho cái hình tiếp theo là cái thứ ba, đó là hữu cơ từ cái tủ liếp. Bây giờ đồng bằng sông Cửu Long, nhất là cô Mẫn đưa ra cái chương trình là cái mùa nắng nóng này mà, thành ra cái vấn đề tủ liếp đó là để mà hạn chế sự bốc thoát hơi nước. Thì khi mà chúng ta sử dụng những xác bã thực vật, bà con thấy là trong vùng của mình có cái gì để chúng ta có thể dùng cái nấy, chẳng hạn như ở đây là dùng gần ruộng lúa thì có thể là dùng rơm, dùng ở Bến Tre có thể là mụn dừa, rồi có thể là trấu mục, không thôi là lá mía, vân vân, tất cả tủ trên đó. Thì đó cũng là một cái nguồn hữu cơ rất tốt cho cái đất liếp vườn cây ăn trái của mình. Và cái nguồn thứ tư, xin cho cái hình tiếp theo, cái nguồn thứ tư, cái hình tiếp theo đấy là chúng ta tự ủ. Bà con thấy không? Mình ở đây có rất là nhiều cái nguồn mà vật liệu hữu cơ mà chúng ta có thể dùng nó để ủ làm phân hữu cơ, chúng tôi có nêu ra đó. Thì bà con có thể là học cái cách để mà ủ phân hữu cơ. Cái cách ủ bây giờ ủ trong khoảng cỡ chừng một tháng là bà con có thể xài được, chứ không phải là để mấy tháng như là trước đây. Bây giờ có cái cách ủ rất là hay. Người ta dùng những cái nấm mà Trichoderma, chẳng hạn như Trichoderma DHCT đó, đưa vào trong cái đống ủ thì nó quay mục rất lẹ để bà con xài. Và nếu cuối cùng bốn cái trên bà con không có thể nào cung cấp đầy đủ thì bắt buộc chúng ta phải mua phân hữu cơ ở ngoài thị trường. Thì tôi có một cái khuyến cáo bà con xem cái hình tiếp theo để bà con thấy khuyến cáo của tôi. Cái hữu cơ ở trên thị trường bây giờ bà con thấy rằng cái chất lượng của phân hữu cơ bây giờ có thể nói là nó biến động rất dữ. Nó biến động rất nhiều. Có những trường hợp nghĩa là bà con nghe nói phân hữu cơ tốt, mua phân hữu cơ về bón, nhưng mà sau đó là cái vườn nó bị xuống luôn. Bởi vì cái chất lượng hữu cơ nó lại quá xấu. Bởi vì nó thay đổi theo cái gì? Có ba cái bà con thấy không? Như vậy thì tôi đề nghị khi mà bà con mua cái phân hữu cơ ngoài thị trường, bà con phải hỏi truy nguyên cái nguồn gốc cho được. Một là vật liệu làm phân hữu cơ là cái gì? Nghĩa là cái vật liệu nào mà tốt nhất, bà con thấy là cái vật liệu đó là làm phân hữu cơ mới tốt được. Cái thứ hai là công nghệ ủ phân. Thì cái công nghệ ủ bây giờ đó, bà con biết là có những cái nơi người ta ủ, người ta để ở ngoài trời 3-4 tháng như vậy thì mấy cái tinh chất ở trong đó nó đi hết. Với cái công nghệ mới bây giờ người ta ủ trong khoảng cái chừng 4-5 ngày là có thể là đưa ra là sử dụng, nên các cái tinh chất ở đây là những cái mùn hữu cơ như là humic acid hay là fulvic acid nó còn ở trong đó, nên như vậy là bà con thấy rằng cái phát huy tác dụng nó rất là tốt. Và cái cuối cùng là cái công nghệ phối trộn. Bởi vì cái hữu cơ bây giờ, cái phân hữu cơ thì cái hàm lượng tuy rằng nó tốt, rất là tốt cho đất, nhưng mà cái hàm lượng mà dinh dưỡng ở trong đó ở những cái thời điểm mà cái cây cần trồng cần nhiều á thì nó không có đủ, nên người ta thường hay phối trộn thêm cái phân khoáng. Nhưng mà cái công nghệ phối trộn này cực kỳ quan trọng. Phối trộn không đúng là đưa cái phân khoáng vô trong đó rồi bà con mở cái bao phân ra, cái một cái mùi khai nó sọc vào lỗ mũi của mình thấy rằng đấy là một cái công nghệ không tốt. Nên bà con hỏi cái công nghệ phối trộn nào và chúng ta kiểm tra cái phân hữu cơ đó. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề này anh Khải mà nếu có dịp thì trao đổi với bà con những cái công nghệ mà hiện nay chỗ anh Khải đang sử dụng. Tôi nghĩ rằng ủ thì một thời gian rất ngắn, và cái công nghệ phối trộn và cái sử dụng của nguyên liệu nó cũng phải đảm bảo cái chất lượng thì nó mới ra được cái phân hữu cơ tốt để cho bà con mình bón cho cái vườn cây ăn trái của mình. Dạ, và như theo phân tích của giáo sư thì vai trò của hữu cơ rất là quan trọng. Nhưng mà trở lại cái trường hợp hiện nay, một số cái vườn cây nhưng mà bà
bạc, nhất là cái vùng chuyên canh mà có dấu hiệu suy giảm, thì có phải là một trong những cái yếu tố căn cơ là cái chỗ đất nó bị suy thoái và cần cái hữu cơ? Dạ. Hữu cơ là cái đầu tiên chúng tôi đề cập. Nghĩa là cái sự suy thoái đó, bà con biết tại sao không? Bởi vì đất liếp thì nó lên địa hình cao, nó không ngập nước, thì mà nổi cái chuyện đó không là hữu cơ phân hủy rất lẹ. Cái thứ hai là chúng ta là cái vùng nhiệt đới nóng ẩm, nên vi sinh vật hoạt động để phân hủy cái hữu cơ ở trong đất đó rất là dữ. Và cái thứ ba nữa đó là bà con thấy là bà con mình là không hiểu nên ít cái sử dụng phân hữu cơ. Mà cái hữu cơ mà từ lá này kia rớt xuống liếp như thế này, bà con tưới cái chảy xuống mương hết trơn. Thành thử ra chẳng những nó bị suy thoái mà cái việc bồi hoàn trở lại cho nó lại cũng còn rất là hạn chế. Thì đấy là cái lý do. Còn nó nhiều cái nguyên nhân nữa mà tôi nghĩ rằng có dịp sẽ tiếp tục trao đổi với bà con. Bởi vì đối với những bà con mà chuyên canh trái thì có lẽ là thời điểm này bà con mình cũng đã có nhiều kinh nghiệm và cũng đã thấm khi nếu mà có cái trường hợp mà cây trong vườn của mình không may là nó đã dẫn đến suy thoái. Nhưng mà đối với ở đồng bằng sông Cửu Long thì hiện nay là rất rất nhiều bà con theo Ngọc Mẫn được biết là đã chuyển đổi. Khi mà bà con chuyển từ cây lúa sang cây ăn trái thì là một cái mới đối với bà con. Nên Ngọc Mẫn rất là tâm đắc cái ý của giáo sư vừa nói là cái hữu cơ quan trọng và quan trọng là chất lượng hữu cơ để ngay từ thời điểm này bà con mình có thể là đưa vào vườn cây ăn trái mà mình sẽ hạn chế được những cái mình có thể canh tác được lâu dài. Dạ, giáo sư. Dạ. Dạ. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Thưa kỹ sư Trương Phan Khải, thì trong cái phóng sự lúc nãy thì bà con mình cũng có nhắc đến là sử dụng cái loại phân bón gốc, phân hữu cơ bón gốc đó là cái rút queo. Thì sẵn có thể là nhờ kỹ sư Trương Phan Khải cho bà con biết là những cái công nghệ cũng như là cái chất lượng của phân hữu cơ này để bà con mình yên tâm đầu tư đưa vào vườn. Cũng như là một cái loại nữa đó bà con dùng cái từ là Vitasim, là một cái phân bón lá hữu cơ mà tôi dùng nó như là chất nền để chống cái gọi là cái ảnh hưởng của nắng nóng ạ. Dạ. Cảm ơn Ngọc Mẫn. Dạ. Thì thưa bà con, thì tiếp theo cái phần của giáo sư Nguyễn Bảo Vệ đã vừa chia sẻ với bà con về cái vai trò quan trọng của cái phân hữu cơ đối với cái ngành trồng cây ăn trái của chúng ta. Thì chúng ta thấy thì hiện nay ở trên thị trường cũng có rất là nhiều dòng phân hữu cơ, nhưng mà trong vài năm trở lại đây thì tập đoàn Lộc Trời chúng tôi cũng đã quan tâm vấn đề hữu cơ để hỗ trợ nhà vườn trên cái lĩnh vực cây ăn trái. Thì chúng tôi đã có đầu tư riêng biệt một cái nhà máy để chuyên sản xuất cái phân hữu cơ để cung cấp cho bà con thêm những cái giải pháp để giúp cái vườn cây nó bền vững hơn. Thì đó là cái phân hữu cơ Vian. Thì hiện nay tập đoàn Lộc Trời đã có cái nhà máy phân Vian ở đặt là Cần Thơ, Hậu Giang rồi. Thì chúng tôi thấy thì đây là chúng tôi nhập một cái công nghệ, cả nguyên cái dây chuyền công nghệ từ bên Anh Quốc về để mà sản xuất ra cái phân hữu cơ. Thì chúng tôi đã đưa ra sản phẩm là phân hữu cơ cho cây lúa, phân hữu cơ Vian cho cây rau màu và phân hữu cơ Vian trên cây ăn trái. Thì đối với cái Vian trên cây ăn trái thì với cái tỷ lệ NPK nó là 3.5, 3.5, 3.5, và đặc biệt nó gọi là cái phân hữu cơ khoáng, là ngoài cái hữu cơ rồi chúng tôi bổ sung thêm những cái khoáng chất quan trọng để giúp cho cây trồng nó có đủ thêm những cái dinh dưỡng để mà phát triển một cách bền vững là tốt nhất. Thì liên quan đến cái phần mà thầy Vệ đã chia sẻ, chúng ta thấy thì cái vật liệu và cái công nghệ thì hiện nay thì chúng tôi đã dùng những cái vật liệu mà không phải từ cái vùng đất phèn, cho nên cái phân hữu cơ nó không có bị chua. Thứ nữa là cái công nghệ là do cái công nghệ rất là tiên tiến của nước ngoài đem về, thì chúng tôi ủ trong một cái nhà kính. Và với cái thời gian ủ trong những cái bồn như thế thì chỉ có 3 ngày là bắt đầu sẽ ra được một mã đầu tiên. Và cứ tiếp tục là mỗi ngày sau nó sẽ ra tiếp tục như thế. Thì với cái công nghệ rất nhanh như thế thì cái hàm lượng dinh dưỡng nằm trong cái phân hữu cơ Vian này nó rất là tốt. Và nó còn đầy đủ những cái chất cần thiết. Và một cái rất đặc biệt của sản phẩm Vian này nữa là để tiết kiệm được cái công lao động cho nhà vườn. Thì nếu chúng ta sử dụng cái phân hữu cơ truyền thống trước đây mới như phân chuồng thì chúng ta sử dụng cái lượng rất là lớn. Cũng như hiện nay một số phân hữu cơ trên thị trường thì bà con cũng sử dụng khoảng chừng vài 3 tấn trên 1 hecta. Nhưng riêng đối với cái Vian trên cây ăn trái này, chúng tôi chỉ khuyến cáo cho bà con là khoảng 500kg trên 1 hecta cho một lần bón. Và bà con nên nhớ là thời điểm này là chúng ta thích hợp nhất để chúng ta sử dụng đưa cái phân hữu cơ vào. Tại vì phân hữu cơ chúng ta đưa vào bón trong cái mùa nắng thì nó sẽ rất là tốt, để nó giúp cho đất chúng ta có tơi xốp, có thêm không khí. Và nó sẽ hỗ trợ tốt trong khi mà mưa xuống thì đất nó không bị lẻ dẻ làng. Và một cái ý thứ hai nữa thì chúng ta thấy thì hiện nay tại sao có rất là nhiều cái vòng phân mà chúng ta phải đưa vào thêm trong gốc, thì liên quan đến cái vấn đề phóng sự và con thấy nhiều nhà vườn đã sử dụng cái sản phẩm rút queo của tập đoàn Lộc Trời. Thì đây là một cái sản phẩm mà
đưa cái dinh dưỡng hữu cơ rất là cao cấp, nó có chứa rất nhiều cái amino acid trong này. Và đặc biệt đây là một cái sản phẩm mà chúng tôi nhập từ bên Úc về với công nghệ là sản xuất từ một cái vùng cá đánh bắt từ ở vùng biển sâu. Đây là gọi là phân cá, cho nên là chuyên chúng ta tưới gốc. Thì chúng ta thấy đối với cái root well như thế này thì nó có được rất là nhiều cái amino acid và cái hàm lượng dinh dưỡng nó rất là cao, khoảng 42% trong này. Và đặc biệt với công nghệ rất là tiên tiến thì người ta giữ lại toàn bộ cái dinh dưỡng để mà ủ như trong trong cái phần vân bà con chúng ta thường hay ủ. Thì với cái sản phẩm này thì bà con sử dụng với cái liều là 1cc cho 1 lít nước để chúng ta tưới vào, nó bổ sung dinh dưỡng một cách rất là nhanh cho cây trồng mà không cần phải qua giai đoạn tổng hợp và chuyển hóa nữa. Và đặc biệt là khi chúng ta đưa vào thì giúp cho cái hệ thống vi sinh vật trong đất nó phát triển và được cải tạo được cái lý tính của đất chúng ta, nó sẽ xốp hơn, có không khí thì bộ rễ dễ phát triển. Đó là hai cái phân bón gốc. Và một cái vấn đề nữa thì hiện nay do cái biến đổi khí hậu thì cái thời tiết chúng ta thay đổi rất là thất thường. Do đó thì chúng tôi cũng có những cái sản phẩm để giúp cho bà con hỗ trợ trong những cái điều kiện bất lợi đó. Thì phóng sự bà con thấy rất là nhiều nhà vườn tâm đắc với cái sản phẩm Vitazim. Đây là một cái sản phẩm mà nó gọi là phân bón lá nhưng thật sự nó chỉ cung cấp và bổ sung thêm những cái hormone cho cây trồng để nó giúp cho cây trồng chống chịu lại trong những cái điều kiện thời tiết bất lợi như là hạn mặn cũng như là lạnh hoặc là thời tiết thay đổi rất là đột ngột như thế. Thì với cái sản phẩm Vitazim này thì nó có chứa cái hoạt chất là brassinosteroid. Đây là cái hormone mà các nhà khoa học đã mới được phát minh ra sau này. Khi chúng ta đưa vào nó giúp cho cây trồng chúng ta chống chịu lại những cái điều kiện bất lợi đó thì cây nó sẽ phát triển vẫn tốt hơn cũng như là cho năng suất hiệu quả hơn. Và đặc biệt trong cái mùa hạn mà có thể bị nước mặn xâm nhập nữa thì bà con nên bổ sung sớm cái sản phẩm này để nó có nhờ cái hoạt chất này nó giúp cho cây trồng chúng ta chống chịu lại mà chúng ta không cần phải tưới ở những cái thời điểm mà bị nước bị nhiễm mặn. Do đó cây trồng chúng ta vẫn có thể phát triển tốt và sau khi nước ngọt trở lại bà con bón phân và chăm sóc trở lại thì cây nó sẽ bền vững và phát triển một cách hiệu quả hơn. Thì với những thông tin như thế thì hy vọng là bà con chúng ta có những cái giải pháp để chúng ta chống chịu lại trong cái điều kiện thời tiết bất lợi như hiện nay. Dạ, cảm ơn kỹ sư Trương Phan Khải. Thưa bà con, bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục Đố Vui Nhà Nông. Thưa bà con, thì với cái chương mà câu hỏi Đố Vui của Nhà Nông kỳ này chúng ta như sau. Trong các sản phẩm sau, sản phẩm nào có chứa hoạt chất brassinosteroid giúp cho cây trồng nó trợ giúp cho nó cây trồng chống sốc lại trong điều kiện thời tiết bất lợi? A. Vitazim. B. Bơm Flower. Bằng cách soạn tin phỏng cú pháp, đáp án, khoảng cách, họ tên, khoảng cách, địa chỉ gửi về số 0929141000. Sẽ có 3 phần quà dành cho 3 khán giả có tin nhắn gửi về sớm nhất và trả lời đúng câu hỏi này. Thì chúc quý khán giả chúng ta sẽ được may mắn nhận được phần quà. Dạ, cảm ơn kỹ sư Trương Phan Khải. Dạ, thưa bà con, thì trong thực tế mà khi sử dụng phân hữu cơ thì các nhà vườn trồng sầu riêng ở huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre thì thấy rằng là không chỉ là vườn cây được cải thiện có cái độ sung tốt hơn mà ngay cả cái bệnh trái lá, cái bệnh cũng khá là phổ biến và thường xuất hiện trên vườn sầu riêng thì cũng đã được giảm hẳn. Xin mời bà con chúng ta sẽ cùng theo dõi những cái hình ảnh qua một đoạn video clip sau ạ. Ông Nguyễn Văn Chính ở ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, Bến Tre có nhiều kinh nghiệm chăm sóc vườn sầu riêng. Trong nhiều năm qua, ông luôn canh tác sầu riêng theo hướng sử dụng nhiều phân hữu cơ, vì thế vườn sầu riêng của ông luôn xanh tốt. Tôi là Nguyễn Văn Chính ở ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B. Thì nhờ diễn giả cho biết tại sao mà vườn sầu riêng mà xài hữu cơ lại không bị cháy, ít bị cháy lá. Còn xì mũ, còn những người mà không có xài hữu cơ mà xài phân hóa học thì bị cháy lá nhiều, nhờ diễn giả cho biết. Dạ, xin được mời ý kiến của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ ạ. Cái này thì để cho bà con mình dễ hệ thống thì cho tôi cái file hình số 2 để bà con mình thấy được cái vai trò của cái hữu cơ nó như thế nào. Bà con thấy không? Cái vai trò của hữu cơ nó có hai cái. Một, nó là sức khỏe của đất. Hai, nó là sức khỏe của cây. Thì cái sức khỏe của đất bà con thấy A, B, C không? Thứ nhất là có chất hữu cơ là đất có vật lý tốt. Có nghĩa là đất nó sẽ tơi xốp. Mà nó tơi xốp như vậy thì cái bộ rễ nó sẽ ăn được sâu vào trong đất. Mà nó tơi xốp như vậy thì nó sẽ thông thoáng
tránh được cái tình trạng là bị gọi là đất mà gọi là bí chặt đó, không thôi là bị đóng dáng ở trên mặt nên nó không có xâm nhập oxy vào trong đất được, thành ra cái đặc tính vật lý nó sẽ được cải thiện. Cái B đó là cái hóa học. Hóa học thì có cái chất hữu cơ đó, thì bà con thấy là nó sẽ có cái khả năng là giữ được các cái dưỡng chất và từ cái phân hóa học chúng ta đưa vào. Ví dụ như thay vì trước đây bà con đưa phân hóa học mà thiếu hữu cơ đó, thì cái phân hóa học này cây trồng ăn được bao nhiêu ăn rồi sau đó là nó cũng sẽ bị thất thoát rất nhiều. Có phân hữu cơ nó sẽ giữ được cái gọi là cái dưỡng chất này rất là tốt. Cái thứ hai nữa là trong cái hữu cơ nó có humic nên nó có khả năng là cải tạo đất, cũng như là cải tạo ở đây có nghĩa là nếu mà đất bị chua thì nó cũng sẽ trung hòa các độc chất sắt nhôm, nó kiềm giữ cái độc chất sắt nhôm để do cái cây mình không có bị ngộ độc. Và cái thứ ba nữa là cái chỗ là sinh học, cái vai trò sinh học có nghĩa là nó là cái nguồn cung cấp cái thức ăn cho những vi sinh vật có lợi, chẳng hạn trong đó có nấm Trichoderma, nó sẽ đối kháng lại những cái nấm bệnh. Thì cái đấy là mình thấy rằng nó cải thiện cái đặc tính của đất, như vậy đó là sức khỏe của đất, nên chúng ta đưa phân hữu cơ vào thì nội cái đất tốt như vậy thì nó sẽ có tốt cho cái cây của mình. Còn cái phần thứ hai đó là sức khỏe của cây, thì trong đây tôi chỉ nói ngắn cái vấn đề về cái đặc điểm mà sinh lý và cái sinh học của cái cây mà dưới cái tác động của cái chất hữu cơ nó sẽ tốt như thế nào. Bởi vì trong chất hữu cơ bà con biết là có fulvic rồi nó có humic acid, mình gọi đó là cái mùn hữu cơ, mà những cái chất này đó người ta coi nó như là cái hormone tăng trưởng. Nó không phải là hormone nhưng mà nó có cái tác động giống như là hormone tăng trưởng, nghĩa là nó giống như là cái nhóm mà auxin bà con thường hay xài để mà chiết cây cho nó ra rễ đó, không thôi là cytokinin phun vô cái nó sẽ bắn tược ra, không thôi là giống như là gibberellin. Thành thử ra khi mà bà con cung cấp cái hữu cơ như vậy có nghĩa là bà con đã có sử dụng những cái chất gọi là kích hoạt để cho cái cây nó phát triển được tốt hơn. Nên chính vì vậy mà nhà vườn mình có phát hiện được rằng là khi mà đưa cái hữu cơ vào á thì cái cây nó được tốt hơn và cái bệnh nó cũng ít hơn. Thì đấy là cái cơ sở mà tại sao chúng tôi khuyến cáo bà con của mình phải hết sức là quan tâm tới cái việc cung cấp hữu cơ cho đất lý vườn cây ăn trái là vậy. Dạ, cảm ơn những phân tích vừa rồi của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Thưa kỹ sư Trương Phan Khải, nếu như những nhà vườn chúng ta đang sử dụng phân hữu cơ cho vườn cây ăn trái thì không chỉ riêng là một nhà vườn vừa chia sẻ trong phóng sự mà nhiều bà con cũng thấy là giảm được trường hợp đó, nhưng mà trong cái điều kiện nắng như hiện nay thì sau khi thu hoạch xong thì bộ rễ cây thường hay suy yếu. Vậy thì cái thời điểm này ngoài cái bệnh trái lá ở phía trên thì ở dưới gốc có những cái đối tượng nào mà bà con mình cần chú ý trên nhiều loại cây trồng ở đồng bằng sông Cửu Long mình? Thưa bà con, thì chúng ta thấy thì thường thường thì bà con tập trung cho cái cây ăn trái chúng ta nó có được cái năng suất và chất lượng cao nhất để chúng ta bán trong dịp Tết. Thì qua một cái đợt mà mang cái trái rất là nhiều thế thì cái cây chúng ta nó đã suy kiệt, và khi cây nó đã mất đi dinh dưỡng rồi thì cái hệ thống rễ nó cũng rất là yếu. Do đó chúng ta phải làm thế nào mà chúng ta phục hồi lại cái cây bằng cách là cải tạo được cái đất và giúp cho cái hệ thống rễ mới nó ra tốt để nó ăn được dinh dưỡng và nó nước nó để lại nuôi lại cây trồng. Thì những cái giải pháp thì bà con sử dụng phân hữu cơ là tốt rồi. Thì ngoài cái bón phân hữu cơ là cũng làm cho đất tơi xốp cũng như cung cấp một số cái dinh dưỡng cho cây trồng, thì nó sẽ giúp cho cái hệ thống vi sinh vật chúng ta phát triển. Mà nếu trong đất có được cái hệ thống vi sinh vật thì nó sẽ phân giải được cái dinh dưỡng trong cây trồng thành cái dạng dễ tiêu cho cây chúng ta hấp thụ cách tốt nhất, và cái hệ thống rễ chúng ta phát triển nhanh hơn. Đó, thì bên cạnh đó thì hiện nay thì ở mùa nắng này thì cái bệnh thì nó tương đối nó cũng hạn chế. Chỉ có một số loại cây trồng, đặc biệt là cái nhóm sầu riêng, mà ở những vườn nào chúng ta không giữ được ẩm cho đất và chúng ta ít sử dụng hoặc không sử dụng cái phân hữu cơ thì nó sẽ gây ra hiện tượng trái lá rất nhiều. Đó, thì mà ở giai đoạn này thì thường bà con cứ nghĩ trái lá là do bệnh, thì bà con cứ sử dụng những cái dạng thuốc trừ bệnh mà chúng ta phun như thế thì nó không mang lại hiệu quả cao mà nó cũng phải tốn thêm chi phí. Do đó bà con tìm cách ở trong cái mùa nắng nóng này thì chúng ta giữ ẩm được cho cây trồng và phải bổ sung được cái phân hữu cơ giúp cho cái cây chúng ta không bị sốc cũng như là không có bị những cái hiện tượng mà mất cái oxy trong đất, thì nó sẽ gây hiện tượng trái lá rất là lớn. Và những cái dịch hại chính ở trong cái đất cũng như là trong cái mùa nắng này như thế nào, thì hầu hết thì hiện nay ở mùa khô hạn ở những cái vùng có hiện tượng bị rịp sáp tấn công trong đất rất là nhiều, thì bà con cũng nên phát hiện sớm để chúng ta có những cái giải pháp. Tại vì với rịp sáp ở trong đất thì chúng ta rất là khó phát hiện, và khi khó thấy có triệu chứng xuất hiện rồi thì cây nó cũng đã bị tấn công. Do đó chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà đặc trị cái rịp sáp để chúng ta tưới trực tiếp vào trong đất để chúng ta quản lý.
cũng như ở trên cây trồng thì ở trong giai đoạn này thì có thể là những cây chúng ta sau thu hoạch thì chúng ta phải chăm sóc để nó ra đọt mới, thì nó rất có nhiều cái đối tượng mà tấn công lên cái đọt chúng ta. Thứ nhất là đền đỏ, thứ hai là bọ trĩ tấn công, hoặc là nhóm cây có múi thì lại có sâu vẽ bùa, thì bà con cũng nên lựa chọn những sản phẩm đặc trị. Ví dụ đối với bọ trĩ thì bà con nên sử dụng cái đặc trị và an toàn nữa. Cái hiện nay là cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bà con phải sử dụng một cách an toàn và theo nguyên tắc 4 đúng. Thì bà con nên sử dụng cái radian để chúng ta quản lý một số cái đối tượng sâu kháng thuốc, và đặc biệt là trị bọ trĩ rất tốt. Thì với mỗi một gói 15ml này bà con pha được cho 25 lít nước thì chúng ta phun. Hoặc là có thể bà con sử dụng phi thì từ 6 đến 8 gói trên một phi để chúng ta phun. Và đặc biệt đối với những cái đối tượng mà côn trùng chích thúc thì bà con cũng xem lại cái phương pháp phun của chúng ta. Chúng ta sử dụng cái bét để có cái lượng nước nó ra rất là nhuyễn và nó phủ đều trên cái bề mặt lá cũng như là bông, thì nó sẽ quản lý tốt những cái đối tượng côn trùng chích thúc này. Cũng như hiện nay thì một số nhóm cây có múi thì bà cũng nên lưu ý lại là ngoài cái nhện đỏ tấn công trên lá, nhện vàng tấn công trên trái, thì hiện nay nó quay lại có một cái đối tượng nhện tấn công dưới rễ, nó làm cho cái nhóm cây có múi chúng ta bị cái hiện tượng mà chạy chỉ củ mì ở dưới rễ, thì làm cho cây suy kiệt. Và khi con nhện tấn công có vết thương đó, nó gây ra thì cái nấm nó sẽ dễ xâm nhập vào, đặc biệt là cái nhóm Fusarium, nó làm cho hiện tượng cây có múi chúng ta bị gây ra triệu chứng vàng lá thối rễ. Thì đây là một cái dịch hại và rất là nặng. Hiện nay những cái vùng trồng cây có múi, nếu chúng ta không có những giải pháp cụ thể và rõ ràng sớm từ ban đầu thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến vườn cây cho bà con chúng ta. Thì hy vọng với những thông tin này thì bà con chúng ta nên xem kỹ ở vườn mình, từ ở dưới đất cũng như là hệ thống rễ cũng như ở trên lá, để có những cái đối tượng nào xuất hiện thì chúng ta nên có những giải pháp để chúng ta quản lý tốt, thì cái vườn cây chúng ta cũng sẽ tốt và bền vững hơn. Dạ, cảm ơn kỹ sư Trương Phan Khải. Kính thưa bà con và quý khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm trực tiếp nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng do Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre và Tập đoàn Lộc Trời phối hợp thực hiện. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Bến Tre, trên website của đài với địa chỉ là www.thbt.vn và trên Facebook là Facebook Xuyệt Bến Tre TV. Bà con có những cái thắc mắc cần được các nhà khoa học tư vấn liên quan đến cái việc mà nuôi dưỡng, bảo dưỡng vườn cây trước cái nắng nóng và nước mặn có thể nguy cơ xâm nhiễm để tăng cường sức chống chịu và vượt qua cái giai đoạn này. Cũng như là việc phòng trừ các loài sâu bệnh hại mà kỹ sư Trương Phan Khải vừa lưu ý với bà con nhà vườn chúng ta, xin mời gọi về tổng đài 02753-835-000. Và Ngọc Mẫn xin được nhắc lại câu hỏi đố vui của chương trình hôm nay như sau. Trong các sản phẩm sau, sản phẩm nào có hoạt chất chứa prasinosteroid là chất trợ giúp cho cây trồng chống sốc trong điều kiện thời tiết bất lợi? A. Vitasim, B. Pomflower. Bằng cách soạn đáp án họ tên địa chỉ gửi về số 0929141000, tập đoàn Lộc Trời sẽ có 3 phần quà dành cho 3 tin nhắn gửi về sớm nhất và trả lời đúng câu hỏi trên. Mỗi phần quà hôm nay sẽ là 2 chai Vitasim phân bón lá của tập đoàn Lộc Trời, và kết quả chúng tôi sẽ công bố vào cuối chương trình. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, ở những cái vùng chuyên canh xoài á, thì bà con mình hay sử dụng cái chất perchlorobutazone để kích thích cho xoài ra hoa. Nhưng mà sau một cái thời gian thì bà con thấy rằng cái cây mình nó ra hoa giảm đi. Và có trường hợp là bị chết nữa. Như vậy thì có nên chăng là mỗi vụ đều phải xử lý cái chất kích thích này? Và nếu như xử lý nhiều thì cây có bị ngộ độc và đất, thì có chúng ta có cái cách nào để hóa giải cho cái đất nó bị nhiễm độc hay là nhiễm cái perchlorobutazone này không ạ? Cái vấn đề cô Mẫn đặt ra đó là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng những cái nhà vườn trồng xoài của mình cũng thấm thía rất là nhiều sau một thời gian mà bà con mình sử dụng cái chất perchlorobutazone. Thật ra perchlorobutazone nó là một cái gọi là cái chất gọi là điều hòa sinh trưởng thực vật. Nó cũng được sử dụng để mà chúng ta điều chỉnh những cái mà trong bản thân của cái cây trồng nó chưa có đúng, mình cần phải điều chỉnh lại. Vậy điều chỉnh đó là cái gì? Thí dụ như cây xoài bây giờ do trong cái bản thân của nó có nhiều cái hormone gibberellic gì lắm, nên cây nó lo nó phát triển gọi là chồi không à. Nên bây giờ phải làm sao đưa một cái chất điều hòa sinh trưởng khác kéo cái hormone mà tăng trưởng này trở lại, thì người ta dùng cái perchlorobutazone này. Như vậy là perchlorobutazone này là nó là chất điều hòa sinh trưởng gọi là ức chế.
nó không cho cái hoạt môn mà gọi là GA đó, bà con mình chắc là biết rất là nhiều, mình trồng cây mình muốn cho nó phì trái này kia, bà con đưa cái GA đều vô đó, đó là cái hoạt môn tăng trưởng, thì mình dùng cái hoạt môn ức chế này để mà khống chế cái hoạt môn tăng trưởng kia. Nhưng mà nó có một cái tai hại là cái chỗ này, cái lợi thì chúng ta thấy rõ rồi, dùng cái này để mà ức chế trong trường hợp mà cây xoài phát triển quá độ thì nó kéo trở lại, thì nó giúp cho cái cây xoài nó sẽ tượng cái mầm hoa, rồi sau đó nó sẽ trổ bông. Nhưng mà nó có cái việc là cái hoạt môn này nếu mà nó vào ở trong đất thì bà con biết rằng nó tồn tại ở trong đất rất là lâu, cái sự phân hủy của nó rất là chậm. Người ta đã thấy rằng nó có thể nằm ở trong đất 1 năm hoặc là 2 năm trời như thế, mà nó lại là một cái chất ức chế không cho cây phát triển. Nên nếu mà nó nằm ở trong đất mà lâu như vậy thì năm nào bà con cũng sử dụng, năm nào bà con cũng sử dụng mà với một cái liều cao này, nó tích lũy ở trong đó. Đâu bà con thử xem những cái vườn xoài mà chúng ta sử dụng bạc lo buzazone một thời gian lâu dài, bà con thấy là ở trên cái mặt đất như thế này, những cái cây mà cỏ mọc lên đó, nó cũng khằng, nó cũng không mọc nổi nữa. Bởi vì ở trong đó nó có quá nhiều cái chất gọi là bạc lo mà ức chế sự sinh trưởng này, nên cái cây cỏ nó cũng không phát triển. Thì như vậy cây xoài á, bà con biết rằng nó mà muốn ra hoa được thì nó phải có ra đọt. Mà bây giờ cái hoạt môn mà ức chế không cho ra đọt này trong đó nhiều quá thì năm sau nó không chịu ra đọt, rồi sau đó nó mới ra bông. Mà không ra đọt mới thì không thể nào ra bông được. Nên cái chỗ cô Mận hỏi chứ tại sao sử dụng lâu dài thì nhiều khi nó lại ra bông nó giảm. À, nó là như vậy. Và thêm một cái thông tin này để cho bà con mình biết là người ta đã thấy rằng nhất là ở bên Brazil á, thì người ta thấy rằng sử dụng cái bạc lobotrazone này nó đã làm hại trên 50% cái lượng mà gọi là vi sinh vật có lợi trong đất. Chẳng hạn như ở chỗ cô Vẫn đây, cô có cái vi sinh vật đó là cái nấm rễ mycorrhiza đó. Yeah. Cái mycorrhiza tôi không biết cái tên thương phẩm đó là cái gì. Cái rhizomic. Thì đấy là những con nấm rễ, một cái dòng, nghĩa là rất là nhiều dòng nấm rễ trong đó rất có lợi cho đất. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng cái bạc lo này lâu dài thì cái hệ vi sinh vật mà gọi là có lợi, chẳng hạn như con nấm rễ này trong đất hay là trichoderma này kia, nó bị tổn thương rất là dữ. Nên cái việc đó thì bà con thấy là nên cô Mẫn bây giờ muốn ấy thì cô phải bổ sung cái con nấm rễ đó vô, bị gì nó bị tổn thương rồi, thành thử ra năm nào cũng bổ sung. Bị bổ sung xong rồi bà con xài bạc lo giết nó. Thành thử ra đấy là một cái tai hại. Rồi cô Mẫn hỏi bây giờ có cách nào để cho nó hóa giải được lâu không? Được nhanh không? Thì bây giờ nó nằm lâu ở trong đất thì bất lợi rồi. Thì hiện giờ thì ở trường Đại học Cần Thơ cũng đang có những cái chương trình nghiên cứu những cái con vi sinh vật. Bởi vì những cái gọi là phân giải ngay cả thuốc bảo vệ thực vật ở trong đất, phân giải đó cũng nhờ cái hệ vi sinh vật ở trong đất. Thì bây giờ cũng đang nghiên cứu những cái dòng mà vi sinh vật có khả năng để là phân giải cái bạc lobotrazone này. Bởi vì tới ngày hôm nay chúng ta cũng chưa có cái sản phẩm nào khác để mà thay thế cái bạc lobotrazone trong cái việc mà kích thích cho xoài ra hoa. Bây giờ chỉ còn có cái cách làm sao mà chúng ta làm sao hóa giải cái này cho thật lẹ để bà con mình có thể sử dụng nó mà không có làm ảnh hưởng tới cái môi trường. Bởi vì cái bạc lo này bà con biết rằng nó hấp thụ vô rễ, rồi nó theo cái mạch nhựa, mạch gỗ nó đi lên trên. Nên cái việc mà phun ở trên lá để mà nó đi từ cái mạch đi be đi xuống thì hiệu quả kém lắm. Nên phần lớn bà con mình xài dưới đất không à. Mà xài dưới đất thì lại có ảnh hưởng tới môi trường đất. Thì nó là như vậy. Đó có lẽ là một trong những cái nguyên nhân mà khiến tại sao những cái vườn xoài vào những năm 3, 4, 5, 7 năm đầu thì năng suất rất là cao. Sau đó thì bà con nói là xử lý nó không ra, rồi chạy rất là nhiều cái phương pháp nhưng cuối cùng cũng không biết lý do tại sao. Tăng liều. Bà con mình thấy bây giờ phun bạc lo, đổ bạc lo brazone để liều thấp cây không nó được chết thì đấy, thành ra phải chính cái chỗ đầu tư lại một cái cái vườn cây mới, và lúc này lại rất là khó khăn nữa. Liên quan đến vấn đề thầy về đã chia sẻ với con về cái những cái tác hại mà khi chúng ta lạm dụng cái sản phẩm bạc lobotrazone để xử lý ra hoa. Thì đối với cây xoài thì như thế, thì chúng ta tưới dưới gốc để nó dần theo cái mạch gỗ nó đưa lên, nó tạo ra ức chế sinh trưởng. Nhưng hiện nay bà con lưu ý lại, đối với cây sầu riêng chúng ta cũng sử dụng rất là nhiều cái bạc lo, mà bà con sử dụng bằng cách là phun trên lá với cái liều là đã hơn gấp đôi lần cái liều khuyến cáo rồi, khoảng 2 kg và 1 lít nước cho một phi 200 lít nước nữa, đó là cái liều rất là nặng. Do đó để cái cây sầu riêng chúng ta bền vững mà không bị ngộ độc ở dưới cái bộ hệ thống rễ, thì chúng tôi nên khuyến cáo bà con là bà con nên tủ cái mũ ni lông để chúng ta tạo khô hạn trước
rồi chúng ta phun cái bạc lọ trên lá, thì lúc này cái lượng mà nó rớt xuống đất nó không bị ảnh hưởng dưới đất, nó nằm trên cái lớp mủ này, thì một thời gian do ánh sáng và nhiệt độ thì nó cũng bị phân hủy đi, nó không hạn chế cái ảnh hưởng mà tác động đến cái sầu riêng. Thì nhiều nhà vườn người ta đã thấy được cái tác hại của cái bạc lọ khi nó nằm ở dưới đất, thì người ta đã sử dụng cái mũ ni lông người ta phủ trước rồi người ta phun, thì hiện nay cái vườn cũng tương đối tốt và vẫn cho năng suất và hiệu quả cao mà nó không có ảnh hưởng đến rễ. Thì đó là thêm một cái thông tin để bà con có những cái giải pháp giúp cho cái vườn cây chúng ta tốt hơn. Nếu như vậy thì nhà vườn trồng xoài cũng có thể là đậy mũ để cho nó giảm tác động nhưng xuống mà xoài thì lại đổ thẳng lên đất. Nhưng mà thí dụ như bây giờ muốn cho cây ra hoa thì chúng ta cũng phải có một cái cách nào đó để giúp cho cái hoa nó ra, rồi ra này nó tăng cái đậu trái. Thì không biết là bên Lộc Trà có cái sản phẩm nào để hỗ trợ cho bà con mình, nhân cái lúc này là một số vườn cây như là sầu riêng và cây xoài thì đang chuẩn bị ra hoa đó, thì bên anh Khải có thể giới thiệu cho bà con cái sản phẩm nào để tăng cái khả năng đậu ra hoa cũng như là đậu trái trên các loại cây trái chúng ta đi. Liên quan đến vấn đề chỗ Ngọc Mẫn hỏi vấn đề này, thì bà con chúng ta thấy thì hiện nay trên cây ăn trái thì nhà vườn chúng ta rất là giỏi rồi. Chúng ta có thể xử lý bất cứ lúc nào để cây có thể ra hoa trong năm đều được hết, chứ không phải đợi tới mùa. Thì do đó thì cái biện pháp đó bà con chúng ta không cần nên bàn nữa. Và để hỗ trợ sức khỏe cho nó cây ra, thì để muốn cái cây chúng ta ra hoa mà có năng suất tốt, thì sau chuẩn bị để xử lý ra hoa thì cái cây chúng ta phải đủ sức. Chúng ta phải cung cấp dinh dưỡng làm thế nào cho cây nó khỏe và cái bộ lá nó phải xanh tốt và nó phải có cái độ dày trong cái lá để chứa đủ cái dinh dưỡng. Thì sau khi bà con dùng những cái giải pháp để chúng ta nó giúp cho nó ra hoa rồi, thì khi nó có triệu chứng bắt đầu ra hoa thì nếu điều kiện thời tiết thuận lợi thì cái hoa chúng ta sẽ phát triển ra luôn thành cái hoa. Nhưng gặp điều kiện thời tiết bất lợi, thí dụ chuẩn bị ra hoa mà gặp một đợt mưa bão mà mưa dầm, thì có thể nó nín lại nó không ra hoa. Hoặc một số cây nó ra hoa ở đầu cành như cây sồi, cây nhãn, cây chôm chôm thì nó sẽ ra hoa nhưng mà nó kèm theo lá rất nhiều, thì lúc đó nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng giữa cái lá non và cái hoa, do đó cái hoa chúng ta kém. Do đó để giúp nó khắc phục những cái triệu chứng mà bất lợi do thời tiết này và hỗ trợ khả năng ra hoa, thì chúng tôi khuyến cáo bà con nên đưa thêm cái phân bón lá để chúng ta giúp cho nó không phải là chất kích thích ra hoa nhưng mà nó hỗ trợ sức khỏe để cây ra hoa, là chúng ta đưa cái bơm lơ vào. Thì đối với sản phẩm bơm lơ của tập đoàn Lộc Trà thì mỗi một chai 500ml này bà con đưa vào cho một phi, chúng ta phun đều lên lá khi có triệu chứng bắt đầu ra hoa thì nó hỗ trợ sức khỏe cho cây trồng và cây chúng ta ra hoa rất tốt. Và khi nó ra hoa rồi, chuẩn bị nó nở thì bà con nên đưa một lần nữa kết hợp với cái sản phẩm 2 bo rong 74 để hoa chúng ta nở cùng một thời điểm với nhau để tăng khả năng thụ phấn. Và khi chúng ta đưa cái bo vào giai đoạn này nữa thì giúp cho hạt phấn nó sống tốt hơn, để nó giúp cho quá trình mà thụ phấn thụ tinh tốt, quá trình để tạo quả trái tốt và đồng đều. Thì cũng lấy một cái liều là một chai 2 bo rong 74 bà con cũng đưa vô một phi và bà con phun. Thì ở những cái giai đoạn đó chúng ta cố gắng đưa được 2 lần bơm lơ và 2 bo rong thì khả năng mà ra hoa cũng như là cho cái năng suất tốt cho cái vườn cây ăn trái bà con. Dạ, cảm ơn kỹ sư Trương Phan Khải. Dạ, cái quan điểm của anh Khải thì tôi hoàn toàn đồng ý cái chỗ này. Nghĩa là sau khi bà con mình đã xử lý cái bạc labourazone để cho nó ra bông rồi đó, như nãy giờ chúng ta bàn, cái chất bạc labourazone mà nó nằm ở trong đất nó vẫn còn nằm đó, nên khi mà nó ra bông rồi mà nếu như mà không có đầy đủ mà cho giúp cho cái cây đầy đủ dinh dưỡng á, thì nó cái chất bạc labourazone này nó sẽ níu kéo không cho cái hoa như vậy là phát triển thành ra nó dài được tốt. Nên cái vấn đề là tôi nghĩ rằng là mình bên đây mình dùng cái dao này đó để mình kích hoạt cho nó ra hoa rồi, nhưng mà chính cái ông đài này nó sẽ kềm cái hoa này sẽ không phát triển được dài, lúc đó mình phải xử lý cái này để cho nó cái hoa nó được tốt là vậy. Như vậy là với sự hỗ trợ của bơm blower kết hợp với lại 2 bo rong. Cảm ơn những cái tư vấn của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ và kỹ sư Trương Phan Khải. Thưa bà con, thì ban thư ký cũng vừa gửi đến cho các diễn giả cũng khá là nhiều câu hỏi của bà con quan tâm. Và xin bây giờ thì sẽ các nhà khoa học sẽ lần lượt trả lời cho bà con. Xin được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn câu hỏi đầu tiên cho khán giả Nguyễn Thanh Hải ở Phong Điền, Cần Thơ ạ. Khán giả hỏi là vú sữa trồng nhiều năm, đất bị chai, hiện tại tôi muốn xới đất đó để bón phân hữu cơ như khuyến cáo của giáo sư vừa nêu trong chương trình. Tuy nhiên cuốc hay là xới thì sẽ ít bị đứt rễ hơn, và cách nào để giúp cho đất tơi xốp tốt nhất và phục hồi cái bộ rễ cho vườn cây sau khi thu hoạch ạ?
Cái vấn đề mà bồi hoàn cái chất hữu cơ cho đất thì cái chuyện đó là tôi cũng đã trao đổi rồi, chắc em Hải cũng biết rồi. Mình dùng cái phương pháp tự nhiên trước đi. Có nghĩa là bây giờ để cỏ trong vườn cũng là một cái cách tự nó là nó sẽ cung cấp chất hữu cơ. Rồi chúng ta bồi bùn mương, rồi có thể là tủ liếp bằng những cái vật liệu hữu cơ. Còn bây giờ nếu như mà mấy cái đó mình thấy nó vẫn chưa đủ thì bắt buộc mình phải đưa thêm cái phân hữu cơ, có thể là mình tự ủ hoặc là có thể là mình sử dụng cái hữu cơ ngoài thị trường. Thì cái cách tốt nhất mà tôi nói rằng mình đưa vào nó cũng không phải là đơn giản đâu. Đúng là như em nói, nếu mà xới đất như thế này để mà trộn nó vô trong đó thì rõ ràng là bị đứt rễ. Thành ra thường thường thì tôi có cái khuyến cáo là năm nay mình đào những cái hố sâu, chấp nhận nó đứt rễ một bên. Đào những cái hố thật sâu có thể bị gì hữu cơ thì mình phải đưa nó được vào ở trong đất cỡ chừng 3-4 tấc vô sâu vậy đó. Thành ra mình đào một cái hố, những cái rãnh hoặc là từng hố như thế này ở phía bên này. Xong rồi năm sau mình đào phía bên này, năm sau mình đi vòng như thế này. Thì như vậy thì sau một thời gian thì chúng ta thấy rằng cái hữu cơ nó đã được vào trong đất. Nhưng mà có một cái là bà con có thể sử dụng cái ông bạn của mình là cái con trùng đất á. Chính vì cái chỗ mà chúng ta canh tác kém bền vững là cái ông bạn này nó cũng bị mất nữa. Nên nếu như bà con mà bây giờ cải thiện lại cái đặc tính của đất nó tốt rồi thì chính cái con trùng đất này sẽ mang cái hữu cơ từ ở trên mặt đem xuống dưới sâu. Bởi vì ban ngày thì nó sợ nắng mặt trời, nó rút xuống dưới, ban đêm nó trồi lên nó ăn cái hữu cơ, thành ra nó làm cho trong đất của chúng ta hữu cơ cũng được xáo trộn vào trong đất được tốt hơn. Dạ, dạ, anh xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Thưa kỹ sư Trương Phan Khải, khán giả Nguyễn Văn Lời ở Cai Lậy, Tiền Giang có nêu câu hỏi cho chương trình và xin mời kỹ sư tư vấn giúp cho. Cây sầu riêng ri sáo, đợt bông hiện nay là ra bông hồi tháng Giêng, tỉa bỏ chăm sóc lại thì đến tháng 3 âm lịch xử lý ra hoa lại. Tháng 4 âm lịch lấy bông nữa thì có kịp hay không và cần chăm sóc như thế nào ạ? Xin mời kỹ sư Trương Phan Khải ạ. Kính thưa anh Lợi, thì tôi nghĩ thì cái đợt bông tháng Giêng này anh không muốn lấy thì anh sợ nó sẽ thu hoạch vào lúc khoảng tháng 5, tháng 6 thì nó trùng với cái mùa trái cây của đồng bằng sông Cửu Long cũng như là một số tỉnh miền Đông thì có thể là nó sẽ bị đụng giá. Cho nên anh sẽ bỏ đợt này. Thì nếu ở giai đoạn này nó ra hoa, đây là cái mùa thuận để cây sầu riêng nó đang bắt đầu ra hoa, thì nếu anh không muốn lấy bông đợt này thì đối với cái đặc tính cây sầu riêng thì anh tỉa bỏ bông vẫn bình thường. Và tỉa bỏ thì anh vẫn chăm sóc lại bình thường. Và đặc biệt để anh muốn lấy lại cái bông ra hoa tháng 3 đến tháng 4 thì ở đây là trong thời kỳ mùa nắng thì anh phải luôn luôn lúc nào cũng phải cung cấp cho cây chúng ta đủ nước, không nên để khô hạn. Tại vì nếu để khô hạn nó sẽ tiếp tục nó ra hoa nữa. Và chúng ta phải cung cấp dinh dưỡng. Không biết thì cái đợt cơi của cây sầu riêng của anh đã mấy cơi. Nếu ở giai đoạn này nó mới 2 cơi thì có thể chúng ta tập trung dinh dưỡng, chúng ta chăm sóc bón phân vô tốt hơn để nó ra cái cơi 3. Tiếp tục nữa thì đến 3 tháng nữa thì chúng ta sẽ xử lý ra hoa. Thì lúc đó bắt đầu mùa mưa thì có thể anh dùng những giải pháp là chúng ta có thể siết nước để ra hoa bình thường để trúng cái đợt như anh mong muốn. Thì trong giai đoạn này để ra cơi thì anh cũng nên bón cung cấp dinh dưỡng đầy đủ rồi, và đặc biệt là chúng ta phải quản lý cái dịch hại để cái cơi đọt chúng ta tốt để hỗ trợ ra hoa đầy đủ. Và anh bổ sung phun thêm những cái dinh dưỡng để giúp cho cái cây nó phát triển tốt, nó không bị sượng lại. Nếu nó sượng lại thì nó sẽ rất là dễ bị hiện tượng ra hoa, tại vì nó cũng nằm trong cái tiết mà đang thuận để ra hoa. Thì do đó lưu ý cái điều quan trọng nhất là anh phải cung cấp đủ nước và dinh dưỡng cho cây trồng, tránh đừng có để bị sốc. Nếu nó bị sốc nó sẽ ra hoa. Thì tôi nghĩ là ở tháng 3, tháng 4 anh vẫn để ra hoa kịp và đủ khả năng để cho cây ra hoa bình thường hơn. Dạ, cảm ơn kỹ sư Trương Phan Khải. Dạ, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, khán giả Dương Văn Hết ở vùng Trôm Bến Tre có gửi câu hỏi đến chương trình như sau ạ. Bưởi trồng được 1,5 năm mà vào mùa nắng thì lá ngọn bị vàng, không phát triển. Hỏi là có sản phẩm nào để giúp cho cây phát triển hay không? Và bưởi trồng trên đất nền cát thì lên mô có tốt hay không ạ? Dạ, xin mời giáo sư ạ. Em hết ở dòng trơm nên có mấy cái mà tôi dự đoán. Bởi vì đúng ra là cái này mà em chụp hình rồi em gửi lên thì có thể chẩn đoán nó sẽ nhanh hơn. Thì tôi loại cái vấn đề là nó bị bệnh đi. Thì do cái yếu tố có thể là ở dòng trơm mùa này có bị mặn không? Thì tốt nhất là em nên đo cái độ mặn trước. Cái thứ hai là em có tưới đủ nước không? Không biết có đủ nước ngọt để em tưới cho vườn bưởi mình không? Nếu mà thiếu nước thì nó cũng bị vàng. Và cái thứ ba nữa là bây giờ em biết là thời tiết lúc này là nhiệt độ buổi trưa là có thể lên tới 35 độ đặng. Thành ra có thể là nó bị sốc nữa.
Nên tất cả những cái sốc này á, thì tôi khuyến cáo em, nãy giờ kỹ sư Khải cũng có đã nói rất là nhiều tới prednisone, cái hormone để mà chống sốc. Tôi nghĩ rằng em nên can thiệp đi, dù cho nó bị một trong những nguyên nhân đó thì cái can thiệp cái prednisone vẫn là tốt. Còn cái nữa là lên mô trồng mà trên đất cát, thì với điều kiện là bây giờ nếu đất cát thì dinh dưỡng nó kém lắm rồi, cái chuyện đó là rõ. Bây giờ em lên mô thì vật liệu mô nó có tốt hay không? Và rồi em nhớ rằng cái độ cao của mô đó là bao nhiêu, và hàng năm như vậy là em phải bồi mô, có nghĩa là em tạo ra một cái đất liếp mới ở trên cái đất cát thì nó mới tốt được. Dạ, cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Thưa kỹ sư Trương Phan Khải, thì khán giả Phan Thanh Hoàng ở Ô Môn, Cần Thơ có nêu nội dung là cam xoàng đã xiết nước rồi, vậy thì tôi cần phải làm gì để cây ra mầm hoa và có cần xiết gốc hay không ạ? Dạ. Thưa anh Hoàng, thì đối với cây cam xoàng thì anh muốn ra hoa ở giai đoạn này thì anh đã xiết khô nước, thì đó cũng là tạo các cú sốc để cây có thể ra hoa rồi. Nhưng mà trước đó thì anh phải cung cấp đủ dinh dưỡng và anh phải bón nhiều cái lân lên để giúp cho nó tạo được cái mầm hoa để nó chuẩn bị ra hoa. Thì ở giai đoạn này chúng tôi nghĩ thì anh, nếu mà mùa nắng này anh đã xiết được nước thì tôi nghĩ không cần phải xiết gốc, là khoanh gốc không. Đối với cây cam xoàng thì cái giải pháp khoanh gốc thì ở những cái điều kiện mùa mưa nhiều nhà vườn chúng ta khoanh gốc, nhưng mà nên lưu ý là chúng ta khoanh vừa phải cũng chừa những cái nhánh cho cây thở, tại có những nhà vườn xiết cho cây ra hoa nhưng mà xiết sát gốc luôn, thì sau khi nó ra hoa rồi cái cây rất là suy kiệt và cho năng suất cũng không đạt, và cây nó có thể suy yếu và có thể có những cây đã bị chết luôn. Do đó sau khi anh xiết nước rồi, khi anh cảm thấy bắt đầu có nó xào lá thì anh có thể bón phân tưới nước trở lại thì nó sẽ bung đọt và nó sẽ ra hoa. Khi đó vừa bắt đầu bung đọt thì trước đó thì anh có thể phun tạo mầm hoa. Thì hiện nay ở thị trường nó cũng có rất là nhiều cái dòng để chúng ta có thể lựa chọn, chúng ta phun cái tạo mầm hoa bằng cái MKB cũng như là cái lân 86 hoặc là 10-60-10 gì. Nói chung là chúng ta đưa cái hàm lượng lân cao ở giai đoạn này thì nó sẽ tạo được cái mầm hoa. Và để hỗ trợ mầm hoa nữa thì ở giai đoạn này anh cũng có thể phun cái kali hữu cơ của tập đoàn Lộc Trời để giúp cho cái hệ thống lá chúng ta cứng cáp và nó dày, nó mau già, thuần thục sớm thì nó sẽ ra hoa tốt hơn. Đó là cái 2 botoxum C30 anh cũng có thể phun định kỳ lên để giúp cho cái lá nó tốt và nó đủ dinh dưỡng để ra hoa. Và khi bắt đầu nhú đọt non rồi, để hỗ trợ ra hoa như trong chương trình chúng tôi đã tư vấn, thì anh nên đưa cái bơm lơ vào giai đoạn này để chắc ăn nó sẽ ra hoa. Chứ nhiều khi nó ra đọt rồi, đúng ra nó sẽ ra hoa nhưng gặp thời tiết không thuận thì nó sẽ ra đọt nhiều hơn ra hoa. Do đó chúng ta không đạt như cái mong muốn thì anh nên đưa thêm cái bơm lơ giai đoạn khi ra đọt, thì nó sẽ giúp cho ra hoa mạnh hơn và cây nó sẽ ra đồng loạt và nó sẽ giúp có năng suất cao hơn anh Hoàng, như một số cái tư vấn như anh Hoàng như thế. Dạ, cảm ơn kỹ sư Trương Phan Khải. Và chương trình chúng ta sẽ tiếp tục với một câu hỏi của khán giả là Nguyễn Duy Long ở Dòng Trôm, Bến Tre. Khán giả có hỏi là bây giờ đối với bưởi da xanh mà muốn sau khi thu hoạch thì bón phân hóa học kết hợp với phân hữu cơ thì sử dụng như thế nào ạ? Dạ. Bây giờ em Long, sau khi thu hoạch thì mình phải sáng tỉa trước. Mình tỉa bỏ những cái cành sâu, cành bệnh, cành đã ra trái, những cái cành mà đã ra trái trong năm trước, những cành mà nó là đà ở bên dưới vân vân. Thì cái này thì nó có cả một cái khuyến cáo về cái cách tỉa cho nó hợp lý. Rồi sau đó em bón phân thì lúc này thì chúng ta phải bón đủ NPK, mà có thể nói thì gọi là loại công thức phân 3 số đó. Có nghĩa là ba cái liều lượng nó bằng nhau, chẳng hạn như 15, 15, 15 chẳng hạn. Thì em bón phân cho nó một cách đầy đủ NPK, chứ không phải là riêng cái nào. Thì còn bây giờ em hỏi với phân hữu cơ kết hợp như thế nào, thì vào đầu mùa nắng thì tôi rất là đồng tình, như nãy kỹ sư Khải cũng có khuyến cáo, tôi rất là đồng tình luôn luôn là chúng ta bón phân hữu cơ là đầu mùa nắng, mà bón vôi để mà cải tạo độ chua của đất là vào đầu mùa mưa. Hai cái này nó tách ra như vậy. Thì em bón phân hữu cơ thì như bình thường nãy giờ thôi, còn cái phân khoáng thì em cứ bón thì cũng cào xới nhẹ trên mặt đất, nhưng mà bón cái phân mà vô cơ thì em lưu ý ở cái chỗ là nhiều bà con lấy cái phân vô cơ như thế này cứ là rải đại, rải luôn cả vô sát gốc, cái điều đó là tôi nghĩ rằng không có đúng, mà phải theo cái hình chiếu của cái tán. Thí dụ như một cái thân cây như thế này, cái tán nó như thế đây, thì mình sẽ cào nhẹ cái phần đất ở theo cái hình chiếu của tán, rồi chúng ta mới đưa cái phân hóa học vô đó và lấp đất trở lại, rồi sau đó tưới nước đủ để cho nó tan phân. Thì cái đấy là cái mà chúng ta bón gọi là đúng vào cái nơi mà bộ rễ nó đang phát triển để nó ăn phân được tốt hơn. Yeah.
Và chúng ta hy vọng rằng những cái phần tư vấn của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ vừa rồi cũng đã trả lời luôn cho câu hỏi của khán giả Võ Nhơn ở Khánh Hòa, cũng cùng nội dung là bưởi được 7-8 năm tuổi sau thu hoạch thì cần cắt tỉa cành cũng như là bón phân kết hợp phân hóa học như thế nào. Thì hy vọng rằng khán giả Võ Nhơn cũng sẽ nhận ra được cái lời tư vấn và cái cách làm cho vườn cây của mình. Kính thưa bà con, thì đến đây thì do thời gian có hạn nên chúng tôi xin phép được tạm dừng phần giao lưu, phần tư vấn của các nhà khoa học với những cái phần thắc mắc của bà con. Tuy nhiên, với nội dung của chương trình hôm nay thì chúng tôi tin rằng đây sẽ là những cái thông tin cơ bản để bà con mình có thể là suy gẫm lại, chúng ta sẽ chọn một cái hướng để mà nuôi dưỡng và bảo dưỡng vườn cây của mình làm sao để có được một cái năng suất ổn định và bền vững. Đặc biệt là bà con chúng ta cũng đã nắm được những cái nguyên tắc cơ bản để mà bảo dưỡng vườn cây trước cái thách thức của thời tiết, trong cái thời tiết nắng hạn cũng như là mặn xâm nhiễm hiện nay. Phần còn lại của chương trình thì xin được mời kỹ sư Trương Phan Khải sẽ công bố kết quả câu hỏi đố vui và ba khán giả may mắn nhận được quà của chương trình hôm nay ạ. Thưa bà con, thì với cái câu hỏi đố vui kỳ này thì cái đáp án đúng là cái đáp án A, là sản phẩm phân bón lá Vitagym. Đây là một sản phẩm nó có chứa cái hoạt chất brassicosteroid để giúp cho cây trồng chúng ta chống sốc trong điều kiện thời tiết bất lợi. Thì chúc mừng ba khán giả đã có tin nhắn đúng và gửi về sớm nhất. Thứ nhất là chúng tôi chúc mừng anh Trần Hoàng Lan ở Dòng Trôm, Bến Tre với số điện thoại là 0762 985 367. Thứ hai là khán giả Quỳnh Thanh Đoàn ở Bình Tân, Vĩnh Long với số điện thoại là 0907 94 335 35. Khán giả thứ ba là anh Võ Minh Sơn ở Gò Dầu, Tây Ninh với số điện thoại là 0976 122 238. Và phần quà chúng tôi sẽ gửi đến khán giả sau chương trình này. Xin chúc mừng ba khán giả. Xin cảm ơn kỹ sư Trương Phan Khải. Và xin được chúc mừng ba bà con, ba khán giả cũng vừa được nêu tên. Và mỗi bà con sẽ được nhận một phần quà của Tập đoàn Lộc Trời hôm nay, đó là hai chai phân bón lá Vitagym mà nãy giờ các nhà khoa học cũng đã chia sẻ với bà con. Đây là một chất có chứa hoạt chất racinoteroid, hy vọng rằng sẽ giúp cho vườn cây của bà con chống sốc trong cái điều kiện thời tiết bất lợi như hiện nay. Kính thưa bà con, kính thưa quý khán giả, chương trình nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng do Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre và Tập đoàn Lộc Trời phối hợp thực hiện với chủ đề nuôi dưỡng vườn cây trong mùa nắng hạn đến đây là hết. Chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 15 giờ 25 phút thứ ba tuần sau, tức là ngày 26 tháng 2 năm 2019. Hoặc bà con muốn xem lại ngay nội dung chương trình hôm nay, xin mời truy cập vào địa chỉ là www.thbt.vn. Và chương trình của tháng 3 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 17:30 ngày 12 tháng 3 năm 2019. Ngọc Mẫn xin được nhắc lại là chương trình truyền hình trực tiếp vào tháng 3 sẽ được truyền bắt đầu vào lúc 17:30 ngày 12 tháng 3 năm 2019. Kính mời bà con đón theo dõi và tham gia giao lưu với chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Mẫn xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, cảm ơn kỹ sư Trương Phan Khải và xin chân thành cảm ơn quý bà con đã dành thời gian theo dõi và giao lưu với chương trình. Xin kính chào tạm biệt.